Xin chào tất cả các bạn. Đối với bài học tiếp theo, tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm động tác một sắc cơ và một chai. Động tác số 1. Đây chúng ta cầm tay phải. Tay phải chúng ta cầm tay chai, tay trái chúng ta cầm bốc tông. Tôi sẽ làm cho các bạn xem trước. Đầu tiên, chúng ta ném chai hướng bên trái. Tay phải chúng ta chặt cổ chai. Rồi, tôi sẽ làm một lần nữa cho các bạn xem. Động tác thứ hai, tay trái chúng ta ném sắt. Ném sắt lòn dưới tay phải. Chúng ta ném sắt làm sao cho nằm ngã chứ đừng có đứng cái sắt. Tôi sẽ làm lại một nửa cho các bạn xem. Rồi, tôi sẽ ôm lại hai động tác cho các bạn xem. Động tác thứ ba, chai chúng ta đun về phía sau bên hông trái, chụp thân chai. Tôi sẽ quay chậm cho các bạn xem. Chai chúng ta không quay vòng mà chúng ta quay nằm ngang, đồng thời chúng ta xoay người qua bên phải một xíu. Tôi sẽ làm lại một lần nữa cho các bạn xem. Khi chụp, lòng bàn tay chúng ta hướng về phía trước, mu bàn tay áp sát vào người. Rồi, tôi sẽ ôn lại 3 động tác. 1, 2, 3 cho các bạn xem. 1, 2, 3. Rồi, chúng ta quay người về vị trí cũ. Động tác thứ 4. Tay trái chúng ta xoay sắt trên lòng bàn tay. Xoay sắt. Để dùng cổ tay trái nghiêng 45 độ. Xoay từ bên phải qua bên trái. Rồi ta lấy lực từ bên trong người chúng ta bung ra phía bên tay trái. Tôi sẽ làm lại bạn xem một lần nữa. Khi ném sắt, xoay sắt thì chúng ta xoay hết tất cả các lòng bàn tay chúng ta ra. Khi xoay sắt, tay chúng ta xoay hết ra để cái sắt được xoay một vòng. Không được co tay, nó sẽ không có xoay, sẽ rất là thô. Tôi sẽ làm lại một lần nữa. Rồi, tôi sẽ ôm lại 4 động tác. Động tác số 5. Thì tay trái chúng ta ném sắt phía sau lưng phải, bên phải chúng ta ném ngang. Khi ném chúng ta xoay người về phía bên trái. Khi chúng ta chụp, chúng ta ngửa lòng bàn tay chúng ta ra.
Rồi, tôi sẽ ôn lại động tác số 1 tới động tác số 5. Khi ném động tác số 5, đồng thời tay phải chúng ta đưa về hướng bên trái, kết hợp xoay người, tay trái chúng ta cũng sắc lên. Tôi sẽ làm lại động tác đó. Xoay người. Rồi, động tác số 6. Động tác số 6. Tay chúng ta cầm cổ chai, ném đứng chai, đứng chai, cổ chai chúc xuống đất. Tay phải chúng ta chụp phía sau. Tôi sẽ làm trước cho các bạn xem. Đồng thời chúng ta xoay chân phải, kết hợp xoay chân phải về phía sau một vòng. Tôi sẽ làm lại cho các bạn xem một lần nữa. Khi chúng ta chụp, chúng ta kết hợp rồi, tôi sẽ làm lại một lần nữa cho các bạn xem động tác thứ 6. Khi chụp, chúng ta đứng chai liền, đừng để nước văng rượu ra, đừng để như thế này. Rồi tôi sẽ làm bài động tác số 6 thêm một lần nữa. Các bạn, khi chúng ta xoay chân thì chai chúng ta sẽ nằm ở chính giữa gáy của cái đầu. Chúng ta lập tức đứng chai liền, đừng để nước chảy xuống. Tôi sẽ làm một lần nữa. Rồi, tôi sẽ ôm lại động tác số 1 tới số 6. Ta trở về vị trí cũ.